Nó chuyện ít. Hả? Chuyện ít là chuyện chào gì đó. Mày giờ bóng chuyện nhà ai nói cái vậy? Hả? Giờ có tính chào. Ủa? Không nói trước. Nè, ít nữa nè. Bây giờ bóng chuyện nhà ai nói nha. Không tin này hơn rồi. Hôm nay mình có mua 30 hộp trình lộn kèm theo 10 trứng hộp thịt ung, thịt thúi ở cả nhà. Hôm nay mình sẽ trôi ông anh ba và chú tám mình là mình thi thách thức coi ai ăn trứng hộp thịt lộn nhiều nhất nha. Mà trong khi đó mình sẽ pha vô 10 trứng hộp thịt thúi để xem cảm giác của ông anh ba với chú tám mà khi ăn trúng hộp thịt thúi ra sao cả nhà. Bây giờ mình sẽ âm thầm mình làm mình đánh dấu trước. Đấu đánh dấu bằng cái viết cả nhà. Đây, mời chứng một dịch túi đây. Mình sẽ đánh dấu nhỏ thôi. Viết đi. Điểm thi đó mình ăn không có trúng túi ở cả nhà. Để cho anh ba với anh chú tám nó ăn cảm giác ra sao. Rồi mình đã làm dấu xong rồi cả nhà. Bây giờ mình đem đi luộc và mình cho anh ba mình với chú tám mình ăn cả nhà. Nào mời cả nhà cùng đón xem với mình nha. Đây trứng luộc đã chín rồi cả nhà. Và chiều mình có luộc 30 trứng hộp vịt lộn và 10 trứng hộp vịt ung. Hộp vịt hơi thúi cả nhà. Sau đó mình có cho mấy lít cháo hết 10 trứng, bây giờ hiện tại còn 30 trứng, 20 trứng lộn và 10 trứng thúi. Đây, trứng thúi mình đã làm dấu cả nhà. Mình làm dấu mình để góc này cho anh ba với thằng chú tám không biết cả nhà. Rồi mình bắt đầu ba anh em mình dùng cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay ba anh em mình thử thách ăn trứng hộp thịt lộn cả nhà. Đây là một con thao trứng hộp thịt lộn cỡ 30 trứng ở cả nhà. Còn nay không có rau răm mình ăn lá quế đỡ, mùa này mua rau không có cả nhà. Rồi mời anh ba chú tám dùng với mình nha. Trứng bự quá ha. Rồi mời cả nhà dùng với mấy anh em mình luôn. Muối ớt chanh nó chua, nó cay sặc luôn. Tắm là làm cả bao nhiêu trứng tắm. Mấy ông đừng ăn đi để tôi ăn hết. Thử coi. Thử. 30 trứng nha. Xong một trứng. Làm trứng thứ hai cả nhà. Rẻ ăn cỡ chục trứng à. Bớt rồi làm biết. Nào cũng được cả nhỏ, được trứng bự ra, trứng nhỏ, trứng nhỏ. Bộ này cũng vịt lộn màu trắng mà ba người bạn áo trắng luôn ha. Mời là, mời mời cái nhà ăn phụ mình cả nhà. Ủa tám quá. Trứng này không có mề, trứng này cũng mề bự đã. Mề ăn đỡ ngán. Wow, cái mề như cái trứng à. Lâu tiêu dữ à.
ba trứng này nha. Làm mình giữ lại màu dữ ha. Coi trứng là nhỏ đều đó. Trứng này trứng chao hả? Nên coi chuyện ít hả? Vậy ít là trứng chao gì đó. Bây giờ bóc trứng nào ai đi lấy không? Hả? Chưa có trứng chao. Ủa? Không nói trước. Đánh dấu nè, ít nữa nè. Bây giờ bóc trứng nào đi lấy nha. Đâu trứng này hư rồi. Ớt lộn rồi, chao ngán gần chết luôn. Có chao vào ăn đỡ ngán rồi chứ lộn. Kệ vậy. Quất này hư rồi chao ăn lại. Trứng này thứ 4 nha. Đi dài rồi thấy chữ ít rồi nghi nghi. Họ lạ rồi ta, lạ hơn mấy trứng kia. Bây giờ bóc trứng ngày đứng đó nha. Tôi không biết ông có lựa nha. Dài có chữ 1 gì nữa nè, số gì nữa nè. Ừ, mấy người làm hộp dịch này làm dấu không biết. Dấu bán lộn rồi sao? Chuyện này chuyện đó người ta bỏ đó, nhất là bỏ đó. Bây giờ vậy là mua lộn rồi. Hư rồi. Mua bị lộn mà nó bán dịch túi. Thì mua lộn phải bán lộn chứ sao? Này chào. Hơi thẩm thẩm mà. Anh mày đảo bơm đảo quá. Ừ. Nó béo ngán rồi mà. Ừ. Béo quá. Thử rồi, thử rồi. Chảy mắt luôn. Ừ. Ngon cái trứng này ba trứng à. Ngon nè ba. Coi kỹ lại ít nữa đó. Bây giờ bóp cái nhạc cái đó. Bóp cái nhạc cái đó. Ít đó bà. Bóp cái nhạc cái đó. Bây giờ bóp cái nhạc cái đó nha. Mời ăn 51. Bóp cái nhạc cái đó nha. Đã ăn trứng rồi giờ tao bóp cái. Lộn 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 lại lộn lại. Cái này 5 nha. Ông mấy trứng ơi. 4 à, 4 trứng nha. Chứ lộn không phải ngán, phải có trứng túi vô. Đúng nha. Ngắm kỹ lắm. Bóc trứng nào là ăn trứng đó nha. Không muốn trứng. Giờ mình kiếm cái trứng nào nha, hên xui nha. Mà giờ là không thấy chữ ít nha. Bóc lại trứng nào là ăn trứng đó. Ít. Ít cho nhà. Bây giờ mới chơi công bằng. Hiện tại là mình không có thấy chữ gì nha. Không thấy dấu nha. Giờ bóc trứng nào ăn trứng đó. Thấy không hay lộn. Cái này nó giống bạc đó. Vậy hơn là cả nhà. Không có túi. Nó lủng tủng à. Là cả nhà hơi lủng tủng mà chứ không túi lắm. Rồi thứ 8 bóc đi, bóc trứng nào là trứng đó. Trứng này thứ mấy rồi ta? Bóc trứng này nữa thứ 6 à? Ừ, trứng thứ 6. Từ thấy. Công nhận cái trứng này nó béo rồi, nó bị lộn á. Mình đòi hỏi ai ăn loại 8 không á. Béo nó bùi. Thủng thủng. Thứ 6 nha. Ông Mỹ thứ 4 hả? 5 hả?
À, ba Lam ngắm đi. Dạ mình đi đi sáng chui. Đi phỏng người cả nhà. Đi giấu đi à. Ông tội đó, ông giấu là mình lẩm ăn à. Mình đã sộn rồi cả nhà, mình sộn cho không thấy cái dấu vết cả nhà. Mãi để mình giấu hơi bự. Kiếp. Biết chắc rồi. Thôi năm trứng. Rồi để bốc để bảy dành đốt. Ờ không có dấu. Ngày 8. Xin tư mấy rồi? Ngày thứ 6. Ngày thứ 7 nha. 7 rồi á. À. Vậy nhìn cười không vậy? Rồi bóc đi anh ba, bóc nữa đi. Bóc là không có trộn ra lõi. Cái bún này là bún ít luôn. Không giấu ở đâu. Ít luôn cái nhà ơi. Hết lộn rồi còn ít á. Tổng tổng á. Tổng tổng à. Không có. Mày dao. Như luộc vậy à. Ừ. Nó về giống giữa hả? Dịch hơi lạc. Giống lạc. Lạc. Đây cả nhà. Lạc cũng hơi hơi chứ không có thúi dữ cả nhà. Thứ 7 à. Bên đây cái gì cầm hoài vậy? Này thứ 8. Đúng quá. Nhìn lộn. Dễ vậy. Bùi, cái bùi. Đen ăn, nó ngon trứng lộn nữa. Đen ăn lộn cái lũi ngay rồi mùi cái rồi xong á. Vậy ai ăn lại? Trời nó béo dữ. Vậy ai ăn lại? Nó béo dữ nghe. Về à. Mình nghe tiếng nói nhỏ xíu bộ. Tiếng này bự. Mày cũng có. Hết cái nhà. Chú mấy ạ? Bảy trứng rồi. Nói không nói đưa tay đâu hàng. Dạ, yeah, 8 trứng. Anh xui. Đây cả nhà, học trình lộn. Mày à, 8. Nghiếm. Bao bà là chúng học gì là ăn ngon là lộn á. Vô mắng rồi. 8 không rồi nha. Nếu này móc ra luôn đi. Nội bóc bên đây bóc ra đó. Ta giờ ta biết con nội ơi. Ông bóc trước anh nhường ông á. Sao ngừng ngại nữa. Ngại gì ta. Chắc lộn đó. Rung quá. Năm thứ 9. Tỷ lệ còn 2 trứng lộn nữa rồi á. 7 trứng mà còn 2 trứng lộn nữa. Trứng lộn. Ông mình ăn 8 lộn rồi á, giờ chơi 1 trứng giữa. Kiếm kỹ nha.
Bác ba đang kiếm chị ít. Trời ơi. Còn trứng nữa hả? Mày chơi lẻ con không? Ăn lẹ đi luôn. Lại lấy trứng thúi rồi. Con trứng. Đây là trứng, đây là trứng. Đây trứng là 5 trứng, còn 5 trứng thúi nữa. Mà chỉ có 1 trứng lộn cả nhà. Phê à? Chín phê à? Mua trứng bự quá. 8 trứng hả? Vậy bác bà mới có 6 trứng hả? 7 trứng là trứng 7 hả? Chú mấy à? Bám. Quá dữ cả nhà ơi. Lớp B, lớp B. Nãy anh nói lớp B, lớp B. Anh còn thi nhau trứng này nữa. Thôi để mình tranh thủ mình ăn lẹ rồi mình bốc trứng hồng lộn cho ổng bốc trứng gì quá. Giờ bốc hên xui nha. Đây trứng lộn cả nhà. Giờ số gọi là 8 gì mà trứng thối. Sao trứng bốc đều trứng lộn cả nhà. Ủa còn kiếm con gì nữa? Kiếm giật kiếm trứng nằm nhỏ ăn bò. Bây giờ anh Bảy ăn hết trứng đó mình mới đấu anh Bảy với mình chín trứng lại. Bây giờ nhờ nhờ anh ba trứng lộn đi. Hết rồi. Giờ kiếm trứng nhỏ á. Nhỏ à? Bậy này nhỏ. Chị bậy trứng này bự nhất. Anh bậy lớp B. Rồi xong rồi, hư rồi. 8 trứng rồi cả nhà. Mà còn trứng nữa mới bằng mình ráng. Bây giờ ăn trứng lộn nó khó ăn trứng là thối. Giờ mình để đây mình ăn trứng thối nha. Thôi xuống phòng trứng thối đi. Bởi trứng thối nó nhỏ. Đúng là thối. Này là trứng thứ 10 nè nha. Đây trứng thứ 9 này cả nhà. Yeah, bác bà. Bác bà mới 7 trứng. Bố cô, bố cô. Bố ba đồ hàng á. Cái trứng nó màu gì đậm dữ vậy? Trứng thối đi cả nhà. Màu béo dữ. Trứng này bỏ luôn. Ăn gì nổi. Ăn lộn. Trời ơi nó đã. Nó béo đi. Người này chắc mình ăn là không ai đối thủ rồi á. Ôi ôi. Cái này nó còn đỡ hơn đó tí. Nó béo nó ngon. Ngắt ngay rồi. Ôi ôi. Bác ba đi. Chóng mặt này. Nó bồi nó béo nó tủng tủng. Ta cá ăn hồng dình lộn giờ đi vô đó. Nó ngắt ngay luôn nãy ăn hết trứng giờ còn thêm trứng nữa nè. Bồi. Công nhận nó khủng. Đây, cái mè cả nhà. Ừ, con đó có con ta, nãy tôi ăn đâu có mè.
còn nó chấp. Chấp chấp nó lòng cái não luôn. Cái mùi nó chưa bụng để ăn cơm. Còn là chính chứng. Là thua chúng ta cả nhà. Bác ba thì chưa vợ, không dám ăn nhiều. Ăn nhiều tối khó ngủ. Bác ba 7 trứng. Không thì 9 trứng. Còn chú 8 thì 10 trứng. Ở vậy mình thua chú 8 này nhà ơi. Ăn hết nổi rồi. Còn ăn nữa mà thôi, bạn ăn hết nổi rồi mình không ăn nữa. À, trứng lộn ngon đấy, quất vô trứng thúi cái ăn hết nổi, đáng lẽ là 8 ăn mới mấy trứng. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại cả nhà. Cả nhà xem vui, thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Quá wow, no.